Hello, em chào tất cả các anh em đam mê ngày âm thanh nội địa Nhật trên toàn quốc. Hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Với công việc yêu thích đam mê, em lên video trên YouTuber bán hàng âm thanh nội địa Nhật. Nói chung là các hàng về hàng nội địa Nhật trên toàn quốc. Xin mến chào tất cả các anh em đam mê và những anh em luôn đồng hành ủng hộ trên kênh của em. Và đặc biệt là có những bông hồng, ánh hồng rất chi là xinh gái đang có ở trên kênh, luôn đồng hành ủng hộ tương tác kênh cùng với em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương. Thì trước mặt điện thoại của em đây là một cái tủ đàn các bác nhá, đàn guitar và guitar. Size này là size 25 vuông, size 25 26 vuông các bác nhá. Được bọc nhựa cũng giống như là bọc chống sức chống chảy ở như bốn góc. Và người ta gọi là bộ loa đàn hoặc là bộ khuếch đại của đàn. Tùy theo vào là anh em gọi, nhưng mà tiếng khuếch đại tức là tiếng chung của toàn âm thanh trên toàn quốc. Và đây là cái biển số phát tài phát lộc của em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương, có cái số điện thoại quen thuộc 0345 848 234. Và những thông tin cá nhân của em là bao gồm là số tài khoản và tên và YouTuber cũng giống như là Facebook và Zalo là đều dùng một số này các bác nhá. Thì về phần ngoại hình thì em đã quay cho các bác rồi. Đấy, cơ bản là đẹp. Đấy, và tủ đàn thì được bao bọc cũng giống như là làm rất chi là chắc chắn, và nó là thuộc vào dòng tính của toàn giải hay, do đó cho nên sử dụng cho những người dùng thiên về đàn, do đó cho nên được sản xuất cũng giống như bao bọc rất chi là chắc chắn và mặt vàng, có volume, có bát chép, có nút nguồn đầy đủ của hiệu photo gimbic đây các bác nha. Thì em vừa chốt lại ở trong video sáng nay, ngày hôm nay em vừa chốt xong trước giờ quay. Thì vé số vẫn còn đây, em ghim ngày 15 và hôm nay là 17, được 2 ngày vẫn chưa trúng các bác nha. Đấy, ghi nhận là 160 bình luận của anh em trên toàn quốc. Thì các bác vẫn vào tiếp tục ủng hộ kênh em và đoán số vui qua những giờ chưa nghỉ ngơi, cũng giống như là giải lao về công việc của mình. Hên thì các bác trúng quà và đồng thời là em sẽ khui tờ vé số ra, trúng số luôn, càng nhiều càng tốt các bác nha. Càng nhiều càng tốt, em được hưởng 50%. Trong đó các bác được 50%, các bác chỉ việc vào đoán là được rồi. Thì để hợp lệ với món quà cũng giống như là ủng hộ kênh tương tác cho em, thì các bác mới đi qua trên kênh của em, cho em xin một nút đăng ký và ấn cái chuông ở bên tay phải màn hình TV điện thoại của các bác, là khi em lên video dao động từ 8:30 cho tới 10 giờ thì nó sẽ báo lên vào điện thoại, các bác thích lúc nào thì vào xem. Nhu cầu của khi nào cần thì cứ liên hệ với em để mua những cái mặt hàng mà nội địa Nhật mà mình thích các bác nha. Mình thích. Đấy thì quà thì cũng chỉ vậy thôi. Và các anh em cũ đang luôn đồng hành ủng hộ với em thì tiện tay cho em học xin một like, và cũng giống như là bình luận đoán số, và tiện tay thì một lớp chia sẻ cũng được. Thì em sẽ được nhiều người biết hơn và kênh càng ngày càng phát triển hơn. Thì em xin cảm ơn các bác nha. Quà có vậy thôi em, qua này. Đi vào video bán hàng ngày hôm nay thì em còn một mớ cái loa nhỏ của vi tính và những cái sập sệ, thì em cũng bán đi một chút ít rồi, một mớ rồi, còn lại một mớ nữa là hết 500 kg. Cái đợt vừa rồi em nhập về là gọi là sập sệ, em nhập về thì cũng đã gần hết rồi các bác. Nói chung là cảm ơn tất cả các anh em, mỗi người một việc, mỗi người một thứ, luôn đồng hành ủng hộ cùng với em và gửi lời chúc cũng như là lời chào ở trên kênh. Thì mượn cái video đây thì em xin chúc tất cả các anh em ngày mới hôm nay cũng giống như là những ngày trong tháng trong năm, cùng với lại đại gia đình luôn may mắn mạnh khỏe và an lành các bác nhá, và thành công để thỏa sức đam mê những cái đam mê của mình, riêng của mình. Thì các bác đi cùng với em 20 phút để em giới thiệu những cái sản phẩm, thì các bác phù hợp những sản phẩm nào để về gắn nghe nhạc và đồng thời là xử lý công việc thì các bác mua ủng hộ em và gọi điện cho em số nhanh nhất là 0345 848 234 để mua hàng nhanh nhất các bác nhá. Khi các bác đã xem cũng giống như đã ngâm cứu là đã ok rồi thì các bác quyết định cho nó nhanh. Em lên mã số 1 các bác này. Mã số 1 thì ngày hôm nay, hôm trước là có hai đôi này. Đấy, thì ngày hôm nay còn một đôi màu trắng không anh ở trên thành phố Hồ Chí Minh lấy rồi. Còn lại một đôi. Một đôi này là thuộc vào dòng loa vi tính của Made in China sản xuất, ký hiệu rất chi là của BSS Bu 10. Đấy, đây các bác. Đấy, hiệu rất chi là vỏ bằng nhựa các bác nha. Đấy. Với phu lô này, bút phu lô đấy. Sử dụng cho loa vi tính hai cái đầu này, đây là đầu nguồn có thể là cắm vào cổng cây CPU của loa của cây máy tính cây, hoặc là
Laptop không biết có không thì các bác em cũng không xài, em cũng không rành nữa. Đây và đây nữa là đầu cắm vào nghe nhạc của điện thoại đây các bác nha. Và dây nhựa nó loằng ngoằng ở đây. Một chiếc này á là một chiếc bao gồm là volume vặn, nút nguồn, tức là chiếc là trực thuộc cho có công suất và âm ly. Đây là loa bass màu đen các bác nha, rất chi là nhỏ. Và cái này là dòng của vi tính của Nhật, rất chi là nhỏ gọn để ở hai bàn để tăng cường thêm cho cái loa vi tính của nhà mình, và loa tivi cũng giống như là máy tính cây để các bác làm việc, cũng giống như là vừa làm vừa nghe nhạc nhỏ những lúc thư giãn. Thì đây là mã số 1, là một đôi vậy thôi, chiều cao của con này khoảng 20 và một đôi này thì khoảng 17 các bác nha, 17 tức là khoảng 8 đến 9 cm trên một chiếc loa. Đấy, nó có hình dạng nao nao như thế này. Đấy, và đôi này thì em bao chip này, 200k em bao chip các bác này. Các bác về nghiên cứu xem là gắn vào những cái gì để nghe nhạc ở đâu cũng được, có nghĩa là có cái gắn là được. Đấy, hai cái cổng thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Đấy, 200k em bao chip nha. Em sang bên mã số 2. Mã số 2 thì hôm bữa em cũng lên hai đôi. Hai đôi này là trực thuộc vào vi tính, nó có công suất lên ở trong. Chỉ có gắn điện 100 này. Đây các bác nha. Đây là ổ điện 100 là đi liền này. Và cổng này là vào điện thoại, là bật nút nguồn lên là vặn là nghe thôi. Của Elecom. Đấy. Thùng vách bằng nhựa là một bộ vi tính, bao gồm là một con loa có công suất ở bên trong và chỉnh volume, và một con là của là loa. Con này là sử dụng điện 100 là 6W cho tín âm chất âm nhỏ và ấm ở trong căn phòng nhỏ hoặc là những nơi làm việc, và đồng thời là ở trên xe. Đây các bác, nguồn đây, nguồn điện đây, và jack điện thoại đây, máy tính laptop đây. Đấy, mã số 2 thì hôm nay còn một bộ này, 250 em bao ship luôn các bác này, cho chất âm hay. Em lên mã số 3. Em lên mã số 3 thì hôm nay em lên hai đôi. Hai đôi này là cũng thực thuộc vào là của loa vi tính, một đôi là Lowrich. Lowrich. Rồi một đôi là Sotec gì đây các bác này. Đấy, Sotec này, đây là volume, đây là nút nguồn. Đấy, và đôi này cũng như thế. Và cái nút của nó là bằng cổng này, nguồn USB này. Đấy, và jack điện thoại đây. Và chiếc này cũng như vậy, đây là nguồn lấy vào ra âm thanh ra loa các bác này. Đấy, loa đấy. Không cần phải ấy, cứ cắm vào cái cổng nào mà có cổng này là nó chia đôi là ok. Và đây là về phần ngoại hình. Đấy, thùng vách bằng nhựa các bác nhá. Chiều cao của con này thì nhỏ thôi. Đây các bác phải nhìn tay em đây, là cầm này là nhỏ chút xíu à. Đấy, nhỏ thôi. Và chiếc này thì đang bị long cái bát ở trong này ra rồi. Đấy, đây các bác này, long bát trong này ra rồi. Rồi, mã số 3 này em thanh lý hai món em bao chip này, 200k hai đôi các bác nha. Hàng bãi Nhật các bác. Em lên mã số 4. Mã số 4 thì hôm nay còn lại 3 con của Sony các bác này. Thì ngày hôm trước 5 con. 5 con thì ông anh nhé lấy 2 con rồi, còn lại 3 con. Đây các bác. Bát đây, kiềng xanh lét luôn. Size này vuông các bác nha. Thùng vách này bằng nhôm. Đấy. Con này thì Sony TS500. Chở khoáng là 6 ohm và con này là 50W các bác nha. Made in của Korea. Đấy. Hàng là hệ 561, con này là center. Có ghi xanh xanh đây là center các bác nha. Chỉ về gắn vào là nghe thôi. Đấy. Còn con này là của cũng là của TS500 luôn. 50W made in của Korea là đúng luôn. Con này cũng của TS500 luôn, tức là bộ 3.1. Loa 3.1, đây là e-căng, có tháo ra được các bác nha. Đấy, lùn thôi các bác nha. Đây này, tay em đây này, lùn này khoảng 10cm vuông. Thùng vách bằng nhôm, ba con Sony này. Vên bằng vải tẩm dầu, bát 8. Xanh lét luôn, kiềng xanh lét luôn. Đấy, em mã số 4, 3 con. 600k em bao ship, cứ 200k một con. Các bác nào lấy một cặp thì lấy lẻ thì lấy nha. Em sang bên mã số 5. Mã số 5 thì em lên một con phễu. Con này là chỉ có một chiếc một thôi. Người ta hay gọi là loa cô đơn. Loa đơn côi hệ 3 quay của Pioneer TTSX180 hàng của Nhật Zin. Size con này hơn 20. Sử dụng một đôi một con bass 12 phễu, một con trung
và một con chét ở đây các bác, cho chất âm rất là hay. Dòng này là dòng loa treo cho quán các bác ạ. Quán nếu nó được một đôi cũng giống như là một giống như đôi bốt ấy, thì đôi này thì cũng không hề rẻ, nhưng mà nó về một chiếc đây là nút vặn các bác ạ. Bioner TSX180 25W min 80W một là mát, Japan sản xuất tem vàng. Đấy, con này loa treo treo cho quán cà phê thì nghe chất âm rất là hay và thanh. Đấy, hoặc là quán ăn, hoặc là quán quán ăn sáng, nói chung là vân vân, để trên xe để đậu cũng được, hoặc là chợ nghe thêm về tính chắc của loa phễu cho cái bộ dàn âm thanh cổ nhà mình thì tùy các bác, nguyên zin và nguyên bụi các bác nha. Mã số 5, một chiếc em giao 300k em bao ship luôn. Em lên mã số 6. Mã số 6 thì còn lại một đôi loa này là chắc là loa tự chế này, vỏ bằng nhựa các bác. Gọi loa tự chế ê căng, nhìn quyền quyền này, nhìn này không đẹp này các bác, nhưng mà kềnh thì xanh lét, về thì bằng cao, về thì bằng mút, rất chi là chắc chắn, nhỏ thôi. Đôi này vung của nó là khoảng 12 các bác nhá. 12, thùng vách bằng nhựa, hậu rất chi là sâu. Loa này là loa không có model gì cả. Đây là giác loa. Loa này là em nghĩ là loa tự chế của bên Nhật. Đây các bác. Đấy, một chiếc này, chiếc này nó bị qua vận chuyển nó bị hơi hơi rạn đằng sau này, dưới đây các bác này, em không để ý, bây giờ em mới thấy. Đấy. Rồi còn một đôi duy nhất này. Đấy, e căng đây các bác, e căng đây nhét đây. Loa này là dòng loa tự chế. Chế của người Nhật, người ta vọc vạch giống như người mình thôi. Có những người đam mê về âm nhạc. Em 150 luôn các bác này, 150 em bao ship này, hết này. Hết dòng loa này. Mã số 4 các bác. Mã số 4 em lên một con đốc này. Con đốc này là lên công suất. Đây là nút nguồn này. Đây là volume này. To này, nhỏ này. Đây là đốc của điện thoại iPhone này. Và sử dụng hai con loa. Khu này là khu về vấn đề là công suất. Và bên này là một chiếc loa toàn giải nhỏ thôi các bác nhá. Đấy, cái này hình tròn. E căng tất cả bậc này bằng sắt hết. Cái này là size khoảng 34. 34. Đây các bác. Đây hai đầu bịt bằng như thế này. Đấy, đằng sau đây, đằng sau có cái nút này. Bao gồm một nút nguồn và một nút AUX các bác nha. Lấy tín hiệu vào để phát ra cái loa này. Long Wick này. Sử dụng nguồn 12V 1.5A của Made in China và em thiếu nguồn các bác nha. Thiếu nguồn. Rồi, hình tròn. Size 34. Em thiếu nguồn này. 280k. Các bác về kiếm nguồn 12V 11.5A là lắp vào cho em là ok này. Có AUX luôn. Có nút đốc luôn. Đấy, có volume cứ vậy để vậy là nghe thôi, hoặc là gắn qua bằng cổng 3.5 TV và có nguồn vào là nghe thôi. Em lên mã số 8. Mã số 8 thì em lên một bộ vi tính của Onkyo, hình bầu dục trước mặt điện thoại của em đây. Bộ này cho chất âm hay, volume vô lăng bát chắc này. Đây các bác. Và đằng sau là hông bên này á, là chiếc này là chiếc loa, và chiếc này là chiếc loa lên công suất có AUX này. Có loa lấy qua bên này này, kết hợp thêm cổng súp này. Và nguồn này là nguồn nguồn này là nguồn 17.5V các bác nha. Đấy. Rồi, không có dây nguồn kèm theo. Con này của Onkyo cho chất âm hay, ấm và nặng. Rất chi là gấu của vi tính. Thiếu dây nguồn 17.5V. 400k em bao ship các bạn này. Như một bộ mini, chất âm của Onkyo như một bộ mini. Con này hình bầu dục, chiều cao khoảng 15 các bác nha. Em lên mã số 9. Mã số 9 thì em lên một con này là con bom bom các bạn này. Dạng hình giống như là đốc. Size con này thì là size hơn 40, chiều cao là khoảng 17 18. Anten qua vận chuyển là bị gãy các bác nha. Nút này là nút phone và chế độ ở đây, đây là CD. CD hit nhưng mà CD là không chạy và màn hình hiển thị ở đây. Các chức năng ở đây đầy đủ này. Bản con này là hậu của con này chỉ khoảng 6 cm thôi các bác nha. Chiều dài hơn 40, hậu chỉ 6 cm thôi. Đây là về vấn đề là ngõ pin và tính Nhật. Sử dụng điện 100V 15W, đây là cổng này là cổng nguồn. Nguồn bằng hai đầu bằng cái dây số 8 thì em sẽ cấp cho các bác. Em đã test ok này, FM90.
Em này thì ở thành phố sẽ bắt được các đài ở như đài thành phố các bác nha. Còn không full đài của tiếng nói Việt Nam. Mã số 9, 450k em bao ship các bác này. Hình như một con đốc. Sử dụng hai con loa bên này bên này. Em lên mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay thì em lên một con máy in. Con máy in video. Máy in video. Có các cái cổng của ăn chơi của hiệu Victor. Hôm qua em có search ở trên Google màn hình cũng giống như là dịch rồi. Con này là BT1, máy in video này công nghệ của Nhật này đang bán và sở hữu ở bên Nhật rất chi là nhiều. Và đồng thời các trang mạng như là Yahoo America, American vẫn có, nhưng hay là các trang mạng khác vẫn có bán và đang đấu giá. Tuy rằng thì nó đẹp hơn. Con này của Japan sản xuất. Nhưng mà của em thì 74W của em thì hàng bãi không được đẹp bằng hàng đấu giá. Nhưng mà hiện tại thì rất chi là cao. Có nơi ở bên Nhật đang bán con này là hàng cũ các bác nhá, đã qua sử dụng rồi. Nó thịnh hành hơn ở bên đó. Nó lên tới là 100 đô. 100 đô tương đương khoảng 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi các bác nhá. Rất chi là giá trị, nhưng mà dùng về vấn đề gì thì phải cần anh em chúng ta ra tay này. Mã số 10. Em giao hôm nay em hạ giá này. Thế em sửa lại nhá, 400k em bao ship các bác này. Để các bác về vọc vậy nè, 400k em bao ship cho nó hết mấy cái món này đi. Máy chiếu cũng sắp hết, hôm qua em bán được hai cái máy chiếu rồi, tất cả là sắp hết hết rồi các bác. Em đang nhập về ít hàng súp, cũng giống như là mấy cái hàng lọc khí để phục vụ cho anh em mùa nắng nóng. Em lên mã số 11. Em lên mã số 11 thì con này là con máy đo, tức là máy kiểm tra về vấn đề em có dịch ra thì là nó là máy kiểm tra về vấn đề là nhịp tim, cũng giống như là đo về vấn đề là đệm cơ xương. Thì con này là dùng cho thiên về bác sĩ, thiên về ngành bác sĩ và thiên về về ngành điện tử để dùng máy đo, thiết kế ra chế tạo lại để thành máy đo. Đây là nút nguồn, đây là có doctor, tức là đường này là đường của bác sĩ. Và dịch ra những cái chữ như thế này á thì nó sẽ ghi là máy này là máy đo nhịp tim và cơ xương dành cho bác sĩ của hoàng gia, tức là chuyên phục vụ cho hoàng gia ở bên Nhật. Vậy là bên Nhật cũng có hoàng gia hay sử dụng điện 100V các bác nha. Đấy, và các bác ở như mình đây thì có thể là chế ra là dây nguồn liền nhưng mà bị đứt, có thể chế ra để làm máy đo về sửa chữa và linh kiện điện tử, về ngành điện tử. Thì mã số 11 này, con này nặng khoảng 4-5kg rồi các bác nha, rất chi là nặng. Ở trong này nó có cái gì ở trong này thì các bác về kiểm tra và khám phá. Em giao là 4-5kg này, trả số 11 này 450k, dưới giá nhập ở bên Nhật các bác nhập ve chai nhập về. Bác nào rành thì lấy ủng hộ em về thiết kế ra để mà đo. Em sang mã số 12. Mã số 12 ngày hôm nay thì em lên một con tủ đàn guitar, tủ đàn guitar của Aria. Con này vuông khoảng 27 và e căng là bằng sắt hết. Được dòng tủ đàn này là dòng của những thương hiệu cao cấp, cho nên là được bọc, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà được bọc hết đầy đủ cho chất âm toàn giải, rất chi là hay. Và có volume này, có bass này, có chest này, và có mic này, và in này, đấy, đầy đủ. Chiều cao vuông 26 các bác nha. Đó, vuông gần 26, mã số 12, 850.000 đồng em bao ship này. Các bác về thiết ghép vào đàn hoặc là thiết bị âm thanh nhà mình, thêm đầu 6 ly vào là xong. Lấy cổng bông sen cũng được. Mã số 13. Mã số 13 ngày hôm nay thì em lên một cái bình đèn sạc. Đó là đèn sạc của bình ắc quy. Trong này thì có cái bình ắc quy đi theo, và đây là hai cái đầu dây sạc. Đầu bên này là đầu dương. Dương tức là đầu đũa này, dây đũa các bác. Đây. Đây, dây đũa là đầu dương. Đây các bác, cắm vào sạc bình là nó sẽ tích điện ở trong. Đấy, con này là mặt trước. Mặt trước thì có một cái đèn phản chiếu ra, có pha phản chiếu. Có pha phản chiếu, và đây là nút nguồn, và đây là kim. DC 12V. Đấy, nút này đang còn nút input của lấy cái gì để vào các bác này. Cổng này lớn lắm. Đấy. Và đây bên này là bên âm, là bên đen. Đấy, âm dương. Đây các bác. Đây là một cái đèn,
Được gọi là cái đèn, còn cái cổng này là cổng input vào out ra này, 12V. Cổng này thì các bác về nghiên cứu xem nó là cổng gì. Đấy, con này nặng khoảng 5-6 kg các bác nha. Đấy, rất chỉ là nặng, có cái bình ắc quy ở trong này của Nhật rất chỉ là chắc chắn. 450k các bác này, 450k em bao ship. Các bác có thể sử dụng được cái bình hoặc nếu không cần cái đèn này. Em lên mã số 10, 14. 14 thì còn lại một cái bộ mặt kính như này. Bộ này là có bộ 2.1 đi đồng bộ. Đấy, của cái hiệu gì đây khó đọc lắm các bác này, tiếng Nhật. Sử dụng có một con súp này, súp đây. Volume đây. Hai cổng dây loa có đây. Và AUX nút nguồn. Bên này thì mặt là có gương. Gương soi. Hãy sử dụng 2.1 nhỏ thôi các bác nha. Bát thì ở úp đất đây này. Bát thì úp xuống đất, bát 12 úp xuống đất. Rồi mã số 10 10 14 này, 14 này thì 400k em bao ship một bộ các bác này. Thiếu dây nguồn các bác nha. Đấy, các bác nào lấy lẻ cái gì thì lấy, hoặc là lấy cả bộ thì cứ liên hệ với em, rồi giá cả thì em cũng bán thanh lý đi cho nó xong các bác nhá. Em lên mã số 15. Mã số 15 thì hôm qua lên hôm kia em lên mấy món trắng trắng của đầu chơi game thì ông anh ông lấy hết rồi. Và đồng thời là ông anh ở trên thành phố cũng lấy luôn cái máy in của Nhật rồi. Rồi là thêm cái món đài này. Con đài nhỏ nhỏ tròn tròn đó, thì hôm nay còn lại mấy cái này này. Con này là con wifi. Con này hôm qua ông anh ông dịch ra là con wifi này. Con này đang có giá tại Nhật này và là 100 đô, 100 đô con này. Đấy. Là bao gồm là một món này, hai món này, ba món này, bốn món này, con này có số cạc này. Năm món này, máy in mini này, sáu món này. Đây các bác nha. 100k một món. Bác nào lấy hết thì lấy luôn. Em bán 100k một món. Em lên mã số 16 này. 16 thì hôm nay em lên một cái con này có view này. Con này dạng như là của sóng FM, có tuner của FM các bạn này. Đấy, tuner này. Đây, đấy. Sử dụng điện 100V các bác này. Con này thì các bác về nghiên cứu. Đây các bạn. 100W Japan sản xuất. Con này khá lạ đối với em. Nó thuộc vào dạng là đài hay là sóng đài hay là có hai cái kim ở đây này. Nhưng mà cái ổ điện này nó bị ấy rồi. 300 350 em bao ship các bác này. Em lên mã số 17, mã số 17 của ngày hôm nay thì em lên một con của video này. VHF này, UHF này. Đây các bác. Mã số 17, con này cũng khá lạ đối với em. Cái này là của đầu FM hay sao? 290k, bản này là bản 20 các bác nhá. Sâu hơn 20. 290k. Em bao ship này. Em lên mã số 18, mã số 18 ngày hôm nay thì em lên một con đài. Con đài này là con đài của Matchi tốt. Này con này lớn, băng ở giữa, sử dụng hai loa. Size con này là size 40 các bác nhá. Hầu sâu khoảng 16. Chiều cao thì hơn 20. Quay sách đầy đủ đây các bạn. Đây là những nút ăn chơi của AUX. Và con này thì anten là bị bỏ quên, sử dụng điện 100V, khá nặng. Anten bị gãy bỏ quên ở bên Nhật. Đây là nút nguồn các bác nha. 5V, 6V, 3 chế độ nguồn và nguồn số 8 điện 100. Mã số 18 này, 900k em bao ship các bác này. Nặng cả chục kg, không biết đài gì mà nặng ghê ấy chứ. 7-8 kg các bạn. Em lên mã số 19. Mã số 19 của ngày hôm nay thì em lên một con đài của Nationa. Con này có model là RQ535. FM90 các bạn. Quay sách đầy đủ. Đây các bạn. Ngoại hình nguyên bụi còn khá đẹp. Anten thì bị cụt mất cái đầu. Sử dụng điện 100 và nguồn pin. Đây các bác, size con này thì cả núm nữa là hơn 30, khoảng 32, 33 các bác nhá.
nguồn 6V và nguồn dây nguồn số 8 đây các bạn. 6V và pin cũng giống như là nguồn số 8 và điện 100. FM90 này, em đã test FM ok. Táp thì các bác về Tân Trang. Con này em thanh lý 650k em bao ship toàn quốc này. Em lên mã số 20. Mã số 20 ngày hôm nay thì em lên một con đài bom bóp, hệ bom bóp của Đền Âu. Size này size lớn của DAJ03 các bác nha. Đây. Sử dụng hai con loa e căng ở bên, màu trắng xám mặt phây. Hàng zin nguyên bản của nội địa Nhật, nặng khoảng chục kg đối với cái đài này. Như một cái tivi đen trắng ngày xưa. Đây có ngõ AUX này, anten này. Sử dụng điện 100. Bản này rất lớn, có hệ thống điều hành ở trên này, CD này, MD này, đây là LED. Đây là đôi e căng. Size con này của size con này là hơn 40 các bác nha. Đấy. Em mã số 20. Em giao 900k và kết thúc video ngày hôm nay. Hẹn các bác lại ngày mai. Em xin tạm biệt các bác. Mến chào các bác.